Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22 tháng 3 năm 2024. Thứ 6 ngày hôm nay gồm có hai đài Gia Lai, Ninh Thuận. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại cát, đại lợi.